Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, thi thể nam nổi trên sông Hồng đoạn qua địa bàn được phát hiện khoảng 8 giờ ngày 23 tháng 9. Việc phát hiện thi thể sau đó được thông báo đến lực lượng chức năng và neo giữ tại khu vực bờ sông Hồng, làng Mồ Hạ để tiến hành các thủ tục tiếp theo. Đây có thể là thi thể nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9 tháng 9 vừa qua. Thi thể của 2/3 nạn nhân trước đó cũng được tìm thấy theo cách tương tự. Chưa khẳng định đây là thi thể nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, hiện lực lượng chức năng sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo, trong đó có xác minh danh tính nạn nhân. Lãnh đạo phường Bạch Hạc cho biết thêm, vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, khiến nhiều phương tiện và cả người bị rơi xuống sông Hồng. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 ô tô, 1 xe máy điện, 8 người mất tích. Đến thời điểm này đã tìm thấy được thi thể 3 nạn nhân mất tích là anh Lương Xuân Tê và chị Nguyễn Thị Hắc, hai vợ chồng, ngụ huyện Thanh Thủy và anh Hà Quốc Xê, ngụ thành phố Việt Trì. Chi cục đường thủy nội địa khu vực 1, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất phương án vận hành cầu phao Phong Châu sau khi hoàn thành lắp đặt, đảm bảo an toàn. Theo đó, chi cục đề xuất phương án đóng, mở cầu phao Phong Châu một lần ngày, thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ hàng ngày, linh hoạt số lần đóng, mở tùy theo phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực. Phương án này được đưa ra dựa trên lưu lượng phương tiện thủy lưu thông tại khu vực luồng qua khu vực lắp đặt cầu phao Phong Châu không lớn. Thống kê tại trạm quản lý đường thủy nội địa Cổ Tiết trong năm 2023 cho thấy mỗi tháng tại luồng giao thông đường thủy này có khoảng 120 lượt phương tiện lưu thông, chủ yếu chở vật liệu xây dựng và đánh bắt thủy, hải sản, trọng tải phương tiện đến 300 tấn. Sau khi thống nhất với đơn vị vận hành cầu phao, chi cục sẽ ra thông báo hạn chế giao thông, thông báo thời gian đóng, mở cầu phao gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng, các sở giao thông vận tải, chính quyền địa phương. Thông tin đến các thuyền trưởng điều khiển phương tiện biết để chủ động thời gian lưu thông qua khu vực đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trước đó, ngay khi cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9, đơn vị này đã thông báo cấm luồng đường thủy tại khu vực. Chi cục cũng yêu cầu các đơn vị khu vực lắp đặt báo hiệu thông báo cấm đi qua, báo hiệu chú ý nguy hiểm tại thượng lưu, hạ lưu cầu Phong Châu. Đồng thời, thiết lập một trạm điều tiết khống chế, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại phía thượng lưu, có nhân viên hướng dẫn, ngăn ngừa các phương tiện đường thủy vẫn đi vào khu vực cấm luồng. Theo ghi nhận tại khu vực cầu Phong Châu ngày 22 tháng 9, lực lượng quân đội vẫn đang tiến hành gia cố hai bên bờ sông Hồng, huyện Tam Nông và Lâm Thao. Một số đốt phao trước đó đã được thả để phục vụ công tác thăm dò, khảo sát mực nước, dòng chảy. Khi đảm bảo an toàn và hoàn thành lối lên xuống hai bên sẽ tiến hành lắp cầu phao phục vụ người dân. Cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ. Một bộ phận lớn công nhân từ huyện Tam Nông qua cầu Phong Châu để làm việc tại các khu công nghiệp ở bên kia sông. Kể từ khi cầu Phong Châu bị sập đến nay, nhiều người phải vượt hàng chục, hàng trăm km mỗi ngày để đi làm. Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra ngày 9 tháng 9 do lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, chảy xiết, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố, có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện, 8 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 3 nạn nhân, đó là Lương Xuân Tê, chị Nguyễn Thị Hát, hai vợ chồng, cùng ngụ huyện Thanh Thủy và Hà Quốc Xê, ngụ xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đề xuất phương án trục vớt các phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị sập hôm ngày 9 tháng 9. Việc trục vớt các phương tiện nhịp cầu bị sập theo phương án đề xuất sẽ thực hiện trong 60 ngày. Kinh phí dự kiến cho việc trục vớt các phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị sập là gần 9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện, phần cầu bị chìm là gần 8,7 tỷ đồng. Gần 300 triệu đồng còn lại được chi cho việc mượn địa điểm, san gạt mặt bằng và bồi thường xây lại tường rào cho người dân khi đưa phương tiện chuyên dụng vào phục vụ trục vớt. Theo phương án cứu hộ, trục vớt của công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghị, đối với các phương tiện chìm đắm nằm ngoài nhịp giàn thép của cầu Phong Châu, có thể trục được ngay.
công ty sẽ sử dụng tàu trục vớt phương tiện chìm đắm đưa vào gần bờ, sau đó dùng cần cẩu chuyên dụng 150 tấn đặt trên bờ nâng, nhấc vào khu vực bãi tập kết. Đối với các phương tiện chìm đắm nằm trong dịp dàn thép của cầu, không thể trục vớt ngay được, thì sẽ sử dụng cần cẩu chuyên dụng 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt cùng các phương tiện, thiết bị cần thiết để nâng nhấc ra khỏi mặt nước, rồi cắt từng nhịp. Sau đó sẽ dùng tàu lai dắt, chở từng nhịp dàn thép vào bờ và dùng cần cẩu chuyên dụng 150 tấn trên bờ nâng, nhấc đặt vào khu vực bãi tập kết. Với phương tiện bị bồi lấp sâu dưới cát, phù sa, sẽ dùng thêm vội xối, hút để loại bỏ cát, phù sa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghị cũng dự kiến dùng cần cẩu chuyên dụng 400 tấn và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc bê tông mặt cầu, trụ cầu, cọc, bệ mố chìm dưới sông. Khi đó sẽ dùng máy xúc Komatsu 450 đặt trên tàu để phá dỡ. Riêng đối với trụ cầu T7 bị đổ không phải phá dỡ, lai dắt, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ nói doanh nghiệp sẽ có báo cáo cơ quan có thẩm quyền thả phao, báo hiệu cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, chờ khi nước rút sâu mới phá dỡ, thanh thải nếu cần thiết. Thời gian dự kiến thực hiện các giải pháp trục vớt là 60 ngày. Cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông và Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ. Sự cố sập cầu xảy ra khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là Lương Xuân Tê và Nguyễn Thị Hắc, tên viết tắt, cùng ngụ khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, là hai vợ chồng. Sáu nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm. Phương án trục vớt các phương tiện rơi xuống sông và phần cầu Phong Châu bị sập. Ngày 18 tháng 9, nguồn tin của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đề xuất phương án cứu hộ, cứu nạn, trục vớt phương tiện chìm đắm và phần cầu Phong Châu bị lũ cuốn trôi. Theo phương án cứu hộ, trục vớt của công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghị đối với các phương tiện chìm đắm nằm ngoài nhịp dàn thép của cầu Phong Châu có thể trục được ngay. Công ty sẽ sử dụng tàu trục vớt phương tiện chìm đắm đưa về gần bờ, sau đó dùng cần cẩu chuyên dụng 150 tấn đặt trên bờ nâng, nhấc vào khu bãi tập kết. Đối với các phương tiện chìm đắm nằm trong nhịp dàn thép của cầu, không thể trục vớt ngay được thì sẽ sử dụng cần cẩu chuyên dụng 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt cùng các phương tiện, thiết bị cần thiết để nâng nhấc lên khỏi mặt nước, rồi cắt từng nhịp. Sau đó, sẽ dùng tàu lai dắt, chở từng nhịp dàn thép vào bờ và dùng cần cẩu chuyên dụng 150 tấn trên bờ nâng, nhấc đặt vào khu vực bãi tập kết. Với phương tiện bị bồi lấp sâu dưới cát, phù sa, sẽ dùng thêm vòi xối, hút để loại bỏ cát, phù sa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Nghị cũng dự kiến dùng cần cẩu chuyên dụng 400 tấn và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc bê tông mặt cầu, trụ cầu, cọc, bệ mố chìm dưới sông. Khi đó sẽ dùng máy xúc Komatsu 450 đặt trên tàu để phá dỡ. Riêng đối với trụ cầu T7 bị đổ không thể phá dỡ, lai dắt, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ nói doanh nghiệp sẽ có báo cáo cơ quan có thẩm quyền thả phao, báo hiệu cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, chờ khi nước rút sâu mới phá dỡ, thanh thải nếu cần thiết. Thời gian dự kiến thực hiện các giải pháp trục vớt là 60 ngày. Tuy nhiên, việc trục vớt có thể gặp khó khăn do nhịp số 6 và phần nhịp số 7 đang chìm dưới nước, lưu tốc dòng chảy lớn, lượng phù sa và cát bồi lấp nhanh. Cơ quan này kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, cơ quan chức năng làm việc với một hộ gia đình ở khu 23, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông để mượn đất làm mặt bằng đặt cầu chuyên dụng 400 tấn và bố trí tập kết phần cầu, phương tiện trục vớt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!